Ok, hello chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay Thịnh Barber sẽ tội chỗ tay nhậm hồng phấn cho Bảo Barber nha mọi người. Và đây, mọi người thấy quen thuộc không? Kẹt gà gừng. Kẹt mãi đỉnh nha mọi người. Mãi đỉnh. Đây thì trước đen mình nhậm thì mình sẽ tẩy trước nha mọi người. Tẩy mấy nước anh? Em sẽ tẩy hai nước. Đây. Dùng oxy mấy vậy? Oxy 12. Pha nước tẩy 5 năm. Mình bỏ sẽ thêm miếng dưỡng. Mà mọi người bỏ một tí dưỡng vô nha. Đây thì bây giờ mình sẽ tẩy lên tóc khách nha mọi người. Đây tẩy thì cách chân 1 cm nha. Thì nước hai mình hãy dập chân nha. Hồng phấn. Rồi mọi người hãy cùng đợi coi kết quả nha. Đây thì bây giờ mọi người sẽ đợi kết quả anh em mình nhậm nha. Thì bây giờ mọi người xem mình tẩy nha.
Ok, chào tất cả mọi người ha. Thì thúc một á thì lên màu thì cũng sáng rồi, nhưng mà trắng chưa có ok thì mình sẽ dập thuốc 2. Và bây giờ mình sẽ lấy thuốc kia. Đây, mình sẽ lấy ra nha mọi người. Chào mọi người ha, thì bây giờ mình sẽ dùng oxy 6 mình dập nước 2 nha mọi người. Đây, tóc này thì có level tầm cỡ 10 90 rồi. Thì bây giờ mình sẽ dập thuốc 2 vô thì nó sẽ lên level 11 hoặc 12 tùy theo tóc nữa nha mọi người. Xong rồi mình xả sạch và mình nhộm màu lên thôi. Đây thì mọi người cũng dập thuốc cho đều hết tóc nha mọi người. Cách chân 1 cm. Và mình sẽ chải ra cho nó thiệt là đều nha. Cứ như vậy mà mọi người vô thuốc hết tóc luôn nha. Chào mọi người nha, bây giờ mình sẽ khử vàng nha mọi người. Thì khử vàng thì mọi người mua một chai khử vàng. Một chai khử vàng thì tùy theo sản phẩm nha. Thì bên mình thì mình mua có 100 mấy nha mọi người. Thì mọi người ra vụ liệu tóc á, mọi người nói bán cho mình một chai khử vàng nha. Thì mọi người về khử nha. Thì khử vàng thì mình sẽ khoa tỷ lệ 50-50. Thì oxy thì mình dùng oxy 3 nha mọi người. Thì 50 oxy 3 và 50 khử vàng nha. Đây thì mọi người sẽ bôi lên cái phần tóc vàng đó nha. Thì nó sẽ khử ra bạch kim nha mọi người. Thì mọi người mà thấy nó vàng, nó mà xanh quá thì mọi người dùng xong hết rồi, mọi người sẽ dùng dầu gội. Mọi người gọi lại thì nó sẽ ra trắng luôn nha mọi người. Dầu gội thì mọi người dùng ly á, mọi người gọi nhẹ cái là nó sẽ ra trắng luôn nha. Thì bây giờ mình sẽ nhộm hết đầu nha và đem ra kết quả cho mọi người coi màu trắng nha. Thuốc vô hết tóc rồi, mình đã khử rồi thì mọi người cũng thấy là nó trắng rồi. Thì bây giờ mọi người dùng tay, mọi người massage nhẹ nhẹ nha, massage. Và mọi người để tầm cỡ 5 phút tùy theo tóc nha mọi người. Và mọi người đi xả thôi. Đây thì bây giờ mọi người sẽ massage tóc nha. Đây, massage cho nó ok nha.
để mọi người cảm thấy cái cọng tóc của mình nó lên sáng rồi, nó lên trắng thì mọi người đi xả. Thì nếu như mà mọi người thấy nó có một cái ánh xanh, nhã xanh thì tí xíu mọi người dùng dầu gội lia, mọi người gội một cái là nó sẽ ra trắng nha mọi người, nó không còn ánh xanh nữa. Thì mình sẽ dùng lia mình gội nha. Thì mọi người thấy thì nguyên một cọng tóc nó trắng nhách luôn. Thì tóc này thì bảo barber của mình, bảo lính của mình thì cũng nhộm đen cái phần ngọn rồi. Thì phần chân thì tóc nó cũng ra dài và nó chỉ còn lút cái phần ngọn thôi, nên mình thử cái phần ngọn nó hơi khó một tí, nó còn ánh vàng. Và cái phần chân thì mọi người thấy là nó nguyên si, không vàng nha mọi người, chỉ là vàng cái phần ngọn của phần máy thôi. Thì bây giờ mình sẽ sấy cho nó thiệt là khô và đem ra cái kết quả cho mọi người xem nha. Đây chỉ là một cái bước để mình tẩy và mình thử trắng nha mọi người, thử vàng. Chào mọi người nha, thì mình đã khử xong hết nha mọi người. Thì chỉ cần nhộm màu hồng nữa là ok. Thì mình đã khử lên hết mức level luôn nha mọi người. Đây, trắng bóc luôn. Nào mọi người thấy là trắng bóc luôn nha mọi người. Còn cái ngọn này thì lúc trước thì nhộm đen. Ngọn này lúc trước nhậm đen nha mọi người. Thì thử thì nó sẽ không có ra màu trắng. Còn cái phần này thì tóc cục, mọi người thấy là tóc cục nè, mình thử một cái là nó trắng tươi luôn. Còn cái phần ngọn này thì lúc trước nhậm đen. Phần sau cũng vậy nha mọi người. Nào, mọi người thấy nó trắng bóc luôn. Đây bên em vậy nha mọi người. Bên đây thì mà mọi người thấy dạ cái đèn xuống thì nó vàng đúng không? Còn di chuyển qua đây thì mọi người nó không dạ ánh đèn xuống nè. Ok mọi người ha, thì video này thì mình chia ra hai clip để đăng nha mọi người. Tại vì dung lượng rất là dài luôn. Để mình sẽ nhậm màu hồng cho mọi người xem nha. Ok, chào mọi người nha. Thì bây giờ mình sẽ pha màu hồng nha mọi người. Đây mình sẽ dùng một tép 045 nha, rồi tép màu đỏ và oxy 3 nha. Đây thì màu đỏ thì mọi người cho tầm cỡ một giọt thôi nha. Cỡ như vậy là ok. Và mọi người pha loãng lên oxy. Rồi mình nhộm lên là ok nha mọi người. Đây mọi người pha loãng ra nha. Mình sẽ pha loãng ra nha mọi người với oxy 3 một giọt 045 nha. Đây mọi người thấy là màu hồng nha mọi người. Tóc này thì mình đã khử hết level luôn nha mọi người, trắng tươi luôn. Và mình pha thuốc. Đây thuốc thì mình dùng oxy với 045. 045 thì mình cho một giọt thôi nha mọi người. Oxy 3 thì mình pha loãng lên tầm cỡ bao nhiêu là ok. Và mình nhộm lên cái phân tóc này nha. Mình đậm thêm xíu. Dạ, mình đậm thêm xíu. Thôi vậy rồi, mình cứ đậm lắm rồi. Mắt mình tự nhiên trắng như vậy hả? Mình thử mà không trắng luôn thôi được. Đây mọi người thấy là trắng bóc luôn, trắng trong luôn. Còn phần máy thì có ánh vàng đó là lúc trước có nhộm đen. Mọi người còn chỉ có một cái máy thôi. Đây thì bây giờ sẽ lên màu nha. Mình thử xem. Đây hồng mọi người. Cái phần đổ. Tôi cho hồng thấm luôn, hồng ngang luôn, bạc phẳng luôn. Cái là nếu mà tẩy được cái nào này mà tóc như gì nó nhậm rồi.
chào mọi người nha. Thì kết quả của anh em mình làm ga nha mọi người. Tóc thì không hư nha mọi người. Đây, ga màu hồng nha mọi người. Phần này thì lúc nãy mình đã nói với mọi người là nó lúc trước nhậm đen. Thì cái phần ngọn mình thử ra như vậy là hết sức rồi nha mọi người. Thì nói chung là cũng ok. Ok về con mắt của mình nha. Còn như mọi người thì mình chưa biết nha mọi người. Thì nói chung là mình xài thuốc thì rẻ thôi chứ không có mắc nha. Một test thuốc chỉ có 20.000 thôi, không mắc. Nói chung là rẻ. Đây mọi người thấy là tác phẩm của anh em mình ra nha. Đây, mọi người thấy là phần này còn vàng đúng không? Thì nãy mình cũng đã nói với mọi người đó, thì nhộng đen thì nó lút vàng vậy đó. Và phần sau mọi người thấy đây, đây phần sau nha, phần sau đó sót nha mọi người. Đây, bên đây cũng vậy nha mọi người. Đây, mình sẽ cho mọi người xem cái phần chân nha. Đây phần chân nha mọi người. Ok mọi người ha. Thì mọi người xem và nhận xét giúp anh em mình nha. Thì anh em mình còn sai sót phần gì thì mọi người cứ bình luận bên dưới nha. Anh em nào xem thì cho mình xin một like, một đăng ký nha mọi người. Hẹn mọi người những cái clip tiếp theo nha.